Oh, hello bên shop. Hello. Rất là lâu không cập nhật, tôi vô sạp giác lúa gì nên tìm tới chỗ của sạp. Giác lúa ở đây chắc cài cài đó. Dạ, chụp bằng đất á, chụp đất á. Nè, mình sạp nè. Rồi xuống cái đoàn kìa. Chào mấy anh, tổng chào hen. Đó, sạp. Cái đoàn dài dữ ha, ghê lớn. Mình sạp đang giác. Lúc gài ai đồ rồi. Ngày nào cũng đừng lên YouTube quay ra. Đó, con đội trưởng đó. Chào em. Đội trưởng đó. Ừ, cần chi lớn con. Đội trưởng mà mở bao mà lớn chi. Cái đoạn lên, cái đoạn xuống. Cái ghe này to à. Giờ này cũng chưa rồi đó, bây giờ chắc cũng gần tới giờ cơm rồi đó. Đủ mà hồi chưa hay sập? À, giác lúa mặc quần sọt thì sao mặc quần sọt. Sáng giờ ghe này á Hữu? Sáng giờ có ghe này hả? À. Xong ghe này về luôn hả vậy? Vậy nay về sớm à. Thở hào hển mà khỏe gì sập. Thấy thở hào hển mà khỏe gì? Được. Mày uống bia ốc lạnh lắm chứ mày uống bia nước đá cây mà viêm họng hoài không hết á. Ớt nó dừng thăm khám rồi. Ờ tối nay chưa hết nữa, mình sập bệnh tối nay chưa hết. Đội hình đông ha. Chục mười mấy người á. Hai người đỡ, hai người lên cân. Dự bị ăn lương không có làm gì đâu, cũng chưa được mắt ra với tao ơi. Nhất là mà cho ai mượn vậy? Con kia mượn. Vậy hả? Kháp luôn rồi sập. Không kể có uống thuốc không, kháp luôn rồi. Uống bia vậy bà. Trời ơi. Hỏi có uống thuốc không, uống bia vậy bà. Hỏi mày có uống thuốc không con. Vậy là biết mày không có uống thuốc rồi. Uống bia rồi. Trả lời là biết mày không có uống thuốc rồi. Ờ nay kháp luôn rồi mấy chơi ơi. Đi sập rồi, sập kháp luôn rồi. Hôm nay hỏi thăm là không có nhậu mà uống bia vậy bà gì. Đi giác lúa hoài có được thời gian uống bia chứ lắm. Sập đang đi xuống cái đoàn đây. Giác lúa dữ lắm à. Nay không có chùm cổ hả? Con chùm cổ nó đau, nó sót cái dây. Rồi đi xuống tiếp tục. Cái ghe này nhiêu tấn hụ? Trăm tấn hả? Ồ rồi hết thế, cái ghe lớn luôn, trăm tấn luôn, khắp luôn rồi. Hôm nay có mua thuốc uống không? Có mà sao không hết vậy ta? Liên tục không còn hết rồi. À còn đống bên kia nữa hả? Nhiều đứa uống bia không con? Hay ngâm. Mình sợp chơi liền à. Mình đặt chuyện nó hoài. Dắt từ giấc nào tới giờ sợp? Dắt từ hồi mấy giờ vô? Từ hồi mấy giờ tới giờ?
Sáng giờ hả? Cái này nghỉ luôn hả? Ừ. Vậy là sập nó được nghỉ sớm rồi. Còn chắc cân đóng đây luôn quá anh. Nó hoài đâu hoài đi. Tắt tiếng luôn rồi, sập tắt tiếng luôn. Giác hồi 7 giờ tới giờ đó. 7 giờ tới giờ. 100 tấn rồi đó. Ồ, 7 giờ tới giờ 100 tấn, hết hồn. Thì ghen 100 tấn gần đây. Ghen 100 tấn gần đây. Tiếp tục luôn ha, là xả hơi. Đi xa lao, dễ lao đi chứ. Cân luôn. Cân luôn hả? Cân thiêu quá vậy. Cân luôn còn đóng cũng bự à. Xuống đầy cái ghe đó mà. Rồi nghỉ ra lao đi, thuốc hút nè mấy anh em bay. Đôi cho ngủ, đôi cho ngủ. Chưa để ăn nha. Còn đôi cho ngủ. Đưa hũ, nè nè đưa hũ. Cầm chai nước uống đi. Ba 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 ông hồi đưa dẫn cho nó đi. Thuốc hút nè mấy anh ơi. Này, mấy anh hút thuốc cho ai biết hút thuốc mình chia hút cho. Anh có hút không? Không. Mua mấy anh hút. Sợ nó khoe hoài là ship hút Hego không à, hút không hút dép mà. Sợ là ship hút dép không à, hút Hego không à. Ngon nào cũng được. Nào cũng được hả? Chanh nhẹ quá. Không đi chanh. Nghe cho mát. Mấy hàng chơi cũng nhẹ ha. Để từ đó nữa coi. Khoảng 63 kg. Ê, sạp lên căng nè, sạp mấy kg. 58 kg. Sạp hàng để chỉ nó căng chứ. Bằng lại, cái căng bằng lại mới được. Trời ơi, trời sạp. Mày lên chí sạp. Nhiều sạp. 57 kg. Rồi, nay 4 triệu 8. Chưa vô tạ mà sao ấy. Thấy trò 61 kg. Cái gì, sạp thua chị này luôn. Trời ơi. Rồi nghỉ ra lao đi mấy anh ơi. Thuốc uống nước rồi đi. Chị bị ôm mà. Sập nó tắt tiếng luôn mà trời. Không có gì không. Nó cay gì mà không chứ. Mấy này có. Cái bệnh nó chứ nó cay gì mà không gì. Sập bệnh bệnh không. Có nhà bia tối. Làm xương xương hả? Làm xương xương dễ ngủ. Làm xương dễ ngủ. Làm nhiều quá ngang làm nhiều quá sáng giấc không nổi. Uống bia vậy bà. Nhớ mai chiều vậy ha. Bữa nghỉ là dắt lên bà tiền không có số. Không có mấy chú dắt đi. Tao làm ông mày làm ông vợ tao đi. Bữa đâu ship kêu mày bằng cha. Kêu mày bằng cha luôn. Đi ra ra. Bố nhẹ quá không nổi ơi. Ship bây giờ ship kêu mày bằng cha rồi đó mày biết. Muốn cái gì cũng được hết trơn á. Làm gì hoài sao? Làm gì nhóm chân rồi ơi. Ủa rồi có đem gì có đem cơm đang không? Không đem cơm ăn hả? Không đem cơm ăn rồi lấy gì ăn? Có hả? Bữa nay mình biết là giác chưa nghỉ ha. Rồi sáng đi sớm chứ không sợ. Sáng ăn một hở. Sáng một hở luôn ha. Có mấy anh em mà có anh Hữu theo mà. Vậy là bữa nay mình đội hình bao nhiêu người Hữu? 12 người hả? 12 người mà mình biết trước là giác 100 tấn là tới trưa xong luôn hả? Dạ. Rồi. Vậy khả năng đội mình giác một ngày hơn 200 tấn. Hết hồn. Quá nè nước nè. Nước này không gì mà không. Đừng uống đá nhiều. Ngày dạ. Xe lan bự không mà. Bệnh người đó. Rồi chưa không ăn cơm ăn chè với tại sao chưa nổi. Ăn cơm rồi. Giống như là để ăn cho nó đỡ đói ha. Ăn chè bị bả vậy đó. Ăn rồi, cả ngày ăn giặt. Làm cho bia không? Trại mới mua cho bia cho. Ôi. đang giác nhậu bị đòn à. Mà tối nhà hụt rồi, không có thông. Đó nhậu với ai? Với anh Hữu hả? Thôi tối hụt rồi. Hụt rồi là sao? Hụt bia. Thục rồi. Thục bia hả? Ừ. Trời ơi. Thục hả? Trời ơi, dùng từ lão quá vậy? Dùng từ hụt. Hụt là uống. Hụt hả? À hụt. Hụt là uống á hả? Ừ. Ngộ hen. Uống bia vậy bà. Công an mở gặp, không có sợ. Má chào công an hả? Không có sợ. Uống bia bà. Rồi sao bữa nay không đổi cái nón rộng vành vậy nè, không nắng. Rồi không chùm cái áo. Dễ đội phải không? Ủa nó dễ. Hôm ngày còn mua thuốc viêm họng uống không? Còn. Có uống đều không sao khan luôn rồi. Trời ơi shop nhường, ship nhường cho kìa. Đây ship phụ, ship của shop. Quá yêu. Trời ơi, ship nhường cho uống luôn dữ dằn. Ngon. Ngon hả? Ngon. Có ship quá yên.
Trời ơi, sếp phụ uống mấy gần đưa ông kéo hết chân luôn cha. Ngọt rồi. Rồi quất hết của người ta luôn rồi. Hết rồi cái gì sếp uống. Rồi ông. Cảm ơn. Cảm ơn ai. Cảm ơn sếp gì? Lối nào mới hết vụ hủ? Còn có 5 6 bữa nữa hết nè. 5 6 bữa nữa hết hả? Năm số bữa nữa người sập ấy ấy xô nữa rồi. Còn nhiêu lúa đây quý vị, con đóng bên kia cũng còn bự bự. Đóng bự. Đóng này xuống ghe này đầy luôn. Uống cà phê suốt. Uống cà phê suốt hả? Qua mua cá gô 100 ngàn đem về nhà. Nữa hả? Qua mua cá gô nữa hả? Bữa vô cho bà sao bán cà phê vậy? Bữa mua đợt trước ăn mấy ngày luôn rồi. Ừ. Mua về cho nhà ăn mà không kể công nha. Kể công à? Kể công gì kể công không ơi? Kể không kể? Mua về nhà ăn. Ừ, không có kể. Chứ kể công kỳ lắm nha. Mua cá rô mà kể công kỳ lắm. Mấy giờ nhập? Rồi, đang ngồi nha. Không biết giờ đó. Đeo đây chơi, biết giờ. Đeo trang trí hả? Đeo cho đẹp đi, cho nó sang vậy thôi. Một giờ, một giờ. Về đi. Về đi. Ừ. Chữ là trời giác chứ. 1 giờ chưa rồi. 11:40 nó cái cho ta ấn coi. 11:40. Đó, trời ơi đúng bốc luôn, hay thiệt. Qua mình khai xuống. Mình khai xuống nhà hả? Cho cái đứng cái đồng hồ. Vậy hả? Đi dắt rút về tối thui không về không? Ủa về tối thui rồi có gặp chú Kha không? Đi về tắm rửa đi uống về tiếp. Là không gặp. Bỏ xe giờ tắm nhỏ chạy đi bộ về. Ủa sao đi bộ về? Bỏ về đường tắt. Về là đi nhậu ha. Về bỏ về tắm rửa. Tắm rửa xong chạy xe về mà đi bộ. Đi đường tắt nhỏ về lên. Tăng nhỏ. Ừ. Chị mà không đem cơm thì ăn luôn. Ăn rồi, sáng ăn rồi. Mấy tô hủ tiếu rồi cũng phải thối rồi ship ly chè chứ. Vậy là mấy anh em bữa nay không ai đem cơm luôn. Có đem anh ăn rồi. Ăn rồi. Rồi ăn cơm chứa rồi. Hả? Sơn sập nó không đem. Sơn sập nó sập không đem sập. Rồi ông rồi. Bữa nay biết kẹt ít. Biết ít mà anh em tăng rồi nó không ăn lát nó xỉu à. Mấy anh em cũng cho ăn vậy, anh em có đồ ăn cho ăn chứ đâu. À cũng cho ăn ha. Trời quý quá. Chứ kỳ hả? Chứ chung mà không ăn nó té lóng mình em cũng xỉu luôn. Chơi gì không đeo người ta cho mình ăn. Có mấy anh em đỡ qua lại tốt rồi. Sập có mấy anh em quá tốt luôn. Đội hình này nếu mà cái đội hình mình hết luôn tầm mấy người không? Ba mấy người hả? Trời đất ơi. Không hết biết gì ta. 31, ừ. Chú Sáu nghỉ nè, với ông kia nghỉ 3 người rồi. Có lúc mà nhiều quá tăng cường ngoài thương hộ. Thương hộ vô. Tăng cường nữa. Tăng ốc. Hết đi rồi hành động. Này là xong hết rồi mình nghỉ bà chút là căng. Đại ca đâu rồi ta? Được. Đại ca ơi. Ngày nó 2-3 ngày nó xong rồi. 6 ngày. Ừ, 2 ngày nữa. 6 ngày mà. Phủ nữa nó 6 ngày mà. Phải không? Hôm nay gặp ông này nữa nè. Là sập. 6 ngày là sập, tiếp tục thất nghiệp. Không, vô dịch rồi, vô dịch chứ. Vô dịch thôi. Ủa bà, em muốn vô dịch mày thì mày lùi gì nổi, mày lùi gì nổi. Thôi đá, dịch chôm vô. Trời ơi. Con luôn đi, chôm. Làm mày hết nghề, vô dịch rồi, hết nghề. Có, ông kia kêu giữ dịch thôi. Vô dịch đang. Mày nhỏ, tắt tiếng luôn trời. Uống đá cây không nổi. Uống đá, nói có, tại nó bị bệnh là bệnh hà. Chứ nó bệnh mà, uống đá nó không cử được. Uống đá cái nó lâu hết thôi. Chỉ thuốc nó có ngày uống hay không. Tại bởi vậy sao hết. Chứ lại bệnh á. Uống đá nó uống hoài à. Nó lạnh lạnh nó uống. Mà hả, viêm họng rồi là uống đá lâu hết. Nước đá nào cũng lâu hết chứ không có viêm nước đá cây nước đá gì. Vũ ghè uống đá cây không? Vũ ghè uống đá cây mà. Chứ ở đây kiếm đá tủ lạnh đâu, đồ hình gì mà uống đá tủ lạnh đâu có cho đủ uống. Cơm gà không chịu. Mà đâu? Không mệt luôn hả? Giỏi dữ à. Xong này 6 ngày xong rồi đi với dịch hả? Cứng lắm. Nhiều khi có mình vừa té nó chưa té lóc nữa. Vậy đó hả? Vậy cũng cứng hả? Sợp mà. Cũng buồn xịt khói hả? Xong như cái này kiếm tiền gì cứ dở rồi rồi. Mua cái cảm ứng vài bữa mua cái cảm ứng nè. Mua cái máy mới. Máy kia không điện không đăng lên mất đi rồi. Mua ba bít luôn. Rồi nào có tiền thì mua bít. Mày cứ vợ đi làm. Ở giữa. Vợ đi đem gái vợ về đây sống luôn nha. Hai mẹ con rước về đây hết luôn. Ê. Ôi giết mày. Dạ. Đem gái về đây đó. Cái thằng để cho ship. Cái thằng để cho ship. Thế bố đi dẫn chơi. Ngủ nó nhẹo. Là
cái hàng giao ship ha. Ừ, giao ship. Nãy ship đồ chở lên mẹ bà Hằng mà. Ừ. Lên cạch 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 nghe gù với mẹ bà Hằng. Mẹ Hằng gù nhẹ. Trời ơi, ông chủ ghê kìa. Lấy 20 dịch lên nậu nhậu mày. Rồi thôi. Được rồi. 20 cái dịch luôn, nụ má hả? Vô. Rồi có bụi. Vô đây. Chết rồi, chết rồi, rồi, rồi. Giờ còn giác nữa mưa đâu được nhậu. Lấy con. Rồi thôi, giác xong hả? Đang giác lúa mà nhậu gì? Này mua thủ hay gì chứ đang giác mưa. Thấy hột vịt là nó thấy gù là nó mê rồi. Gù đi nhẹ quá. Chém giỡn hay gì? Cái dây thử thử. Vậy đi đò không được. Thấy thấy sập. Mạnh nè hen, thấy gù mạnh. Gù gì quéo quéo sập. Đập vô tới ghiền này mà. Thấy không? Thôi thôi. Vì ấy. Đập vô đâu? Đập vô tủ kiến. Đập vô kiến. Ghê không? Đất cùi hay gì chứ. Mà dâm. Ta đi đâu là ta thủ sẵn cho nó một chai hay một hai chai thủ sẵn vậy đó. Không ghe cho mắt sáng gỡ liền trời. Mày không có ghen rồi. Cô bậy là không có ghen. Có người bà chứ không ghen hả? Nói vậy chứ đem dẹp đi ấy xong ngủ. Thôi. Ừ. Cất được chỗ nào đây? Cất đi sập ơi. Xong đi rồi. Ở đây. Còn nhiêu lúa đây nữa mà. Uống rồi giác sợ bây. Đi giác lúa mà chỗ nào mà có bia rồi dư vài lon là chết đó làm hết. Dạ. Đi làm nhậu. Nó mến lắm, nó mến vụ đó. Tại uống không hết á. Mày cắt mày uống không? Mày cố uống không? Ôi chú nhà, chú nghe chú chết rồi. Mày có quen phim rồi nó giác lúa không? Mày đặc biệt được không mày? Chuyên gia đó. Nghe. Bộ đi giác lúa địch dữ lắm sao mà mấy anh nói vậy? Hôm qua đứng ngay mặt bà kia làm một cái tẹt luôn. Trời ơi, hết thế luôn rồi. Giật mình luôn à. Dạ hả? Im. Chơi thoải mái luôn hả sập? Nó địch mà bà giật mình nó tưởng nó cờ gầm không? Chơi hết lóc luôn hả? Kìa sao? Ai mượn mày là phát biểu linh tinh hả? Chịu cứ... Chơi thoải mái luôn hả? Rồi. Đây nè. Mấy cái con. 5 7 kg. 5 7 kg là bữa hổm cân trên tôi chảnh nhiêu quên ta, 58 hay 59 gì quên nè. Không chịp lộn hả? Còn giác nữa mà mặn gì? Không chịp lộn. Chạy đó theo quá là tưởng thấy chứ không chịp lộn. Để cho dưới đi con, mượn cái bao kéo xuống nè con lóc. Mượn bao lóc con. Mừng thiệt hả sập? Mừng thiệt hả? Ấy xong hả nhậu? Nhậu luôn, đó làm đi cái gì nhậu nó ổ mà không? Ờ. Làm cái đất bếp ngoài không hả sập? Con đi đâu? Con chạy trộm ra đi. Đi đâu nhà tao mày? Trời ơi, thì mượn cái đi luôn rồi. Cái rượu mê lắm. Bữa hổm mà trả nó liền lên cái bài, những cái bài rượu luôn qua đây. Mà tiền, tại tiền đúng rồi. Mà ăn hàng. Đi lại cái phố nhà bánh rượu. Tấp liền hả? Không có ông kia. Giải cúng rồi con. Rốt cái bỏ rượu. Quân giải quyết cho nó coi Quân. Ê, hỏi đội trưởng chưa? Hỏi đội trưởng chưa mà dám uống. Ta còn giác đó ông. Giấy thì gốc giấy là mày sập. Ông giấy rồi đi, giấy giang rồi cái. Tính vô không tính. Giấy sập. Giấy mà qua giờ đây ra đó giấy. Giấy gì vậy? Con ơi, cũng thuốc con. Trời ơi. Cũng mà đây. Cũng mà chơi nguyên ly chứ hả? Rồi đẻo luôn. Lão mày mày. Vô. Dứt trước. Trời ơi. Nó quýu tay mà. Mừng thiệt hả? Chơi mà. Ê mừng một lát mà giá không được tới số cho phụ nè. Nó đi bình thường hả? Đi nó đi tao mày. Nè. Cái nữa kìa. Mẹ nửa chai của ly mà. Rồi uống có một ly một mà muốn nửa chai rồi. Trời ơi mày cung cỡ đó mà sập. Mày đàn trong liêm đó. Vô không dịch đi con. Đưa mày rồi. Đưa mày nãy rồi bỏ đâu hả? Vô không dịch đi con. Cung dài cung dò chân. Con ơi sao? Sập nó có ghiền chứ hủ? Chưa. Đâu ghiền thế. Chưa tới ghiền rồi chứ hả? Đâu thấy ghiền. Rồi sao mà ăn trứng vô? Ghiền là chắc chắc hết rồi. Ở chiên ngượng cái chứ đâu mận mình được à. Trứng ăn vô sợ. Ừ, vô không chết vô. Ôi mày làm đi. Mới hơi hơi là dứt hả? Ừ nó không có ghiền thiệt. À không ghiền thiệt khăn.
Không khá nhậu. À khá nhậu vui ha. Ờ. Mà khá nhậu. Ê, ra liền không nổi không để đó chừng nào hết. Ờ. Ờ đập ra liền. Ờ đúng rồi. Đúng rồi đó. Tại vì nó lên chợ nó ở 20 ngày bình thường ha. Không nhậu đâu, nó tại nó đặt nó vậy để nó đi. À. Đúng không? Ít nhậu lắm tại con. Không có không có ghiền mà tại ham vui. Ờ nay ông đem theo. Rồi đúng rồi. Đúng rồi. Dịp vô. Xuống vô. Có nghĩa là lâu lâu mới có dịp ông chủ ghe ông cái gì ha. Có 10 bữa nay không có dịp này. Dễ đâu. Quay lên rồi ba chị em hơn coi cảnh này chắc về chắc cũng lợi luôn á. Hai thằng này nhậu hồi này là bé hả? Rồi có 3 tới rồi nè. Ờ. Không có. Quay cảnh này mà ba chị em coi được cảnh này thấy quân đồ giống mình sao chắc quay gì mình coi. Ê sao còn giác đây nghe, không có mừng nhiều nữa. Ăn đi con, để đâu. Chết à. Đội nón nào vô con quân, đội nón nào vô. Em Hương thấy mình luôn. Vô cũng được. Ồ đã ha. Vậy là anh em dắt chung đi xác định là sẽ không có ghiền mà đều thích nhậu. Thích nhậu. Nói chung là đi đi làm chung cũng ít có nhậu ha, trừ khi có tại bữa nay mua chứng dịch rồi đó. À. Tại nhiên mua cho anh em ăn gần hết lúa rồi đó. Ờ tự nhiên người ổng đi kiếm hai chai rượu luôn chứ bình thường đang dắt dễ nhậu được. Với lại thường thường là giác là bữa sau còn giác nữa đâu nhậu phải không? Nhậu sao giác nổi? Ở không thấy gần rồi. Ở đâu có lò ra rồi ông chú ghe mới cho nhậu á. Dễ rồi. Đậu lắm rồi đó, đâu nhậu đâu. Tao nói về công an bắt tao bỏ luôn, không chịu. Ê, thôi nghe. Không được, uống ít thôi. Ừ. Thôi tới mày đi. Thôi mày. Lỡ gót rồi vô nữa đi chứ gót rồi tới bên đây sợ uống rồi tới bên đây chứ rồi làm hết chai nữa nghỉ làm hết chai ngủ luôn à đổ hết nửa chai rồi chứ không được thôi mày mày gồng ra đi chứ tao không nổi còn đi đòn đâu nghe sợ được làm chơi vui một cái thôi nó đi không được nó nằm gốc cây người ta cũng giác ào ào mất tay mất tay không được qua bên kia nó cũng nằm gốc cây người ta cũng bằng ào ào nó cũng nằm gốc cây không chứ nó làm gì mất tay chia khó khó chia lắm có cây nào mà nằm gốc cây không có cây nào gầm gốc cây chia đồng là không được nghỉ khơi à có cây nào gầm gốc cây không ủa cái bộ phim có cái đợt nào quay bên gì cả máy mình gì cả gì á nằm luôn lên đi là sao mà nằm gốc cây giọt bẻ đi không nổi giọt bẻ vậy hả gọi giác nhiều quá thức đêm nhậu sáng ngày làm không nổi thì giờ bẻ chứ sao giờ bẻ nằm luôn là nhát thôi sao nằm luôn mà về cũng chia đều luôn hả sao? Chơi vậy mít lòng à ngon mày chơi vậy mít lòng nghe không sập được rồi sập ơi vô đi sập ơi giác đi sập ơi rồi ông thần ơi dữ vậy vô mò sập ơi hủ nói lát về công an bắt bỏ luôn kìa ở đây uống công an bắt bỏ đó thường thường sập đi xe với ai đi xe với chú Linh nữa kìa trời ơi chú Linh ơi chú Linh đã giúp giùm sập cũng đi cây mặn lắc con là tay khoái này mấy thằng nhóc mù hoài thích vui phải không cái này thích vui chứ không phải là ghiền tại anh em làm chung nói không phải là 20 ngày cũng đâu uống đâu không uống đâu cỡ 10 bữa nay về đây mặn uống con bia bậy bạ lâu bữa nay xếp sau đem ra theo ba cái ngụ này bỏ cúp xe đi chứ không cho ba hồng chịch ăn không đó chứ nãy ông chủ ghe ông đi mua đâu á ông cái này ông chủ lấy lúa mua hả chủ lúa hả chủ lấy hả uống rồi đơn không ăn lại con uống đi hết trời nghỉ trời trời còn giác nữa khơi hoài nghỉ nữa coi thôi rồi đóng chai đi đóng chai đi đúng rồi nổ vô hai người đẩy gần hết chai luôn mà đều đang đổ hết phần ba rồi đổ anh mới đẩy đó đi con không đâu hả để đó lát con để vô khúc xe để anh xe vô vô thôi rồi ta xin vậy luôn rồi đó còn chỗ treo lên xe đi để đó nhét góc nào đây cất đi Minh Sập để đây nè xe chú lên đi hồi về hai thằng dứt hết biết chú Sập rồi chú Sập đang chắc lúa mà chú Sập sung ở kia thiệt tình chú Sập làm sao thôi không gì bỏ không đi bộ luôn đó chung hay khơi khơi lát bỏ không trở về luôn đó đi trả cả nghe nói là cái chung ngày nay không ngày cũng bộ thiếu rồi khô khan hả không ngày đi chắc lúa khô khan nay có bất tử dứt dữ đi đang viêm họng mà quất chứ dữ thấy em sợp luôn rồi trời ơi cũng giỏi còn giác nữa đó hủ ca kìa cái ly kìa hủ kêu đem cái ly trả anh ta kìa sập
đi rửa ly cho anh ta. Cái ly đâu rồi? Nè, nóng đạt luôn rồi. Ừ. Rửa ly cho anh ta. Tàu đô cho mang ly. Nè mẹ. Ăn trứng thì còn trứng nó ăn. Chia nhau đi, sập nãy giờ có ăn rồi. Ừ, đang giác mà nhậu sao khơi khơi mà bị đội trưởng đuổi luôn đi đi. Là đứt bóng luôn đó, sùng quá. Hôm ngày thiếu hả? Thiếu, qua nhậu rồi, qua nhậu rồi mà còn vậy đó. Qua nhậu bia thật, hôm chắc cũng nhậu lớn lớn chứ đâu giống nhậu nhiều. Nhậu bia, thùng bia. Ờ, nguyên đội cũng có thùng chém giỡn hả? Chứ còn bữa sau còn giác mà đâu nhậu nhiều đâu, thì trả ly rồi. Bữa nay là lâu lâu ông chủ ghe mới cho không? Ừ. Là vàng phải không? Dạ. Đi giác lúa về nhậu như vậy được mấy lần một chuyến giác? Con bia bậy bạ mà cho chủ ghe cho con lon à. Đây mình đang bệnh á, dưỡng đi. Dạ, Hữu có nói là đi giác vậy là không có nhậu gì. Tại bữa nay chủ có nghĩa anh cò lúa, ảnh mua cho hai chai rượu. Gần xong rồi đó, gần nghỉ rồi. Nghĩa là đây là một cái trường hợp cũng hiếm. Không có luôn chứ hiếm gì. Hữu nói là bình thường không có vậy đâu. Hôm nay gần xong rồi, nay trưa nay giác chút nữa xong rồi. Thì ông chủ ghe, ông chủ cò ông thưởng. Dưới ghe thì có hộp vịt lộn. Rồi ăn cò lúa anh đi mua rượu. Bình thường thì không có nhậu vậy. Tại vì đội trưởng không cho nhậu. Nhậu đâu giác được. Để đâu mà mất. À luôn rồi, anh không quẹt luôn rồi. Hết nhớ luôn. Uống mấy ly rồi mất hồ quẹt luôn rồi sập. Uống mấy ly mất hồ quẹt rồi sập. Sập cái gai nó yếu rồi, uống mấy cái rồi nó muốn bê bê rồi. Còn đi đòn đó. Đi đòn biết. Ừ. Ba quân, ông quân gái, ghê xương dây nè. Vậy là nay xong đống này về rồi phải không? Rồi vô rồi. Bắt đầu vô nữa. Đây ghe thôi à. Chứ không có nói trước. Đổ ghe đổ hết. Đổ ghe đầy thôi, còn dư lúa tính sao hả? Tôi gom mình sập xung phong trước hả? Cho nó làm ship. Dạ hả? Uống rượu rồi xuống cho nó làm ship. Làm ship là làm gì? Mở dây. Mở dây hả? Ờ, trước khi đi mở dây cũng giác bao xuống được hen. Ừ vậy rồi sao chứ? Ừ. Làm phải giỏi mới được. Ta biết lực mà. Ừ. Rồi. Anh em cho làm xếp luôn rồi, đi mở dây luôn rồi. Thấy uống mấy cái anh em cho đi mở dây luôn rồi. Đâu cũng gần xị rồi đó. Đó, bắt đầu tiếp tục giác cái đống còn lại của gì xuống đầy ghe này là ngừng. Ghe 100 tấn mà cũng gần xong, gần đầy rồi, còn khúc sau nữa đổ từ đầu đủ luôn rồi. Em làm mấy ly cho mấy anh quay chứ. Dạ trời ơi, uống này cho quay hả? Uống cho quay chứ coi là cho ông đụng luôn thì lộn cái nhậu con ghế vậy đó. Làm gì xin lỗi rồi, bị sai gì rồi? Đá luôn ở ngoài luôn. Trời ơi. À, đùa vậy hả? Đùa bị hố hả? Gớt lúa xong bị đền á. Trời ơi, đội trưởng giác luôn hả? Ghê hả? Trưởng chơi ngon chứ hả? Ủa giác luôn rồi. Đó, ủa giác đó. Thằng lính giờ lên làm xếp rồi. Lính làm xếp. Cầm cái bao vàng đó là hủ đội trưởng của gì, đội trưởng tôi sợ đó. Đội trưởng giác cho lính mở bao luôn rồi. Trên đây đang đỡ. Mình đang chuẩn bị đi cam. Hôm nay có bài đi cam luôn ghê không? Cũng giác phà kỳ ha. Bao bự dữ, bao này mấy năm mấy ký hả? Năm mấy sáu chục hả?
Ôi con nghề quá ha. Trời ơi bảy sử dụng chỗ đó. Dạ dạ được rồi, cảm ơn. Ăn đi chị. Vậy là ở dưới đây cũng có ăn tiệc dưới đây. Ôi nó không dịch lộn mà dịch gà dùm lum chưa ha. Không, cái đó có cái đội riêng. Không, em quay mới đó. Bên kia có cái ghe nữa. Rồi, nó bị chậm rồi, nó nặng rồi đó. Trời, đưa dây lại ha. Đá sao ra ngoài bị phạt đó. Rồi, uống được mấy cái người ta cho mở bao luôn. Thật, thầy ha. Mở sẵn luôn. Nắng quá, thật không đội cái nón như đội cái áo như mấy anh em vậy nó đỡ. Thôi đội nón kết quen rồi. Đội cái áo kìa. Đội nón kết quen. Mỗi lần có đội áo mà sao nay không đội? Giặt chưa khô. Giặt chưa khô hả? Trời cứ lấy cái khác. Không lẽ không có áo? Ship cái cam vô kìa. Gần xong rồi bây giờ. Gần đầy ghe này. Còn khúc lúa nè. Cũng anh em cũng tốt với sọp, chơi nhiều khi sọp bị dọc bẻ nằm tại chỗ luôn, anh em về cũng chia tiền đều luôn. Phụ đội trưởng dắt khế cho sọp luôn. Đổi cho sọp lại mở bao. Ít biết dắt sáng giờ cái nghe 100 tấn. Còn mười mấy bao nữa. 30 bao nữa. 30 bao nữa đủ mà hả? Còn mấy chục mấy vậy? Còn một ít bao nữa mà không có ghe đầy rồi cho nên ngừng rồi. Mũi khẩm luôn à. Khẩm nó rửa chân luôn à. Nghe chưa? Không ảnh sao? Cái gì thiệt? Ngày khô khan rồi. Không không ghiền nghe. Ừ. Anh đây nói là không ghiền. Bên em xác định là không ghiền. Ừ, có đủ không có thôi đó. Mà kiểu kiểu như khoái nhậu. Khoái nhậu, ừ. Khoái vui. Khoái vui, ham vui. Bữa này bữa giò cái tay rồi. Đề đó với sập, chỉ có ngủ vô bia. Ồ, giờ chia tiền cái gì sập? Sập. Giờ chia tiền cái gì? Chơi quán. Ừ. Về quán cà phê chỗ có băng bây giờ không? Ừ, ừ. Ở chút để kêu gọi đi, kêu gọi băng. Vậy đó, còn nhiều khi còn cổng lợi, đằng kia, đằng kia. Qua với bà bồ chưa đi. Ừ. Cái đó ship lo. Ship lo. Ừ. Mình không quan tâm tới đó. Ừ, mình chỉ chuyện nhiệm vụ giác vậy đi. Chia tiền để ship lo. Bây giờ gom gom mua cái nồi cảm ứng rồi. Điện thoại tắt ngủ hoài chú. Điện thoại tắt ngủ hả? Ừ. Điện thoại mới mua khỏi cũ. Mới 300 ngàn. Vậy hả? Để lát về nhà coi lại coi có hết pin gì không? Tắt ngủ hoài. Tắt ngủ rồi sao để ship gọi được. Mà biết không? Không. Đổ mồ hôi lào thào chứ cũng mệt. Nãy giờ mấy anh em chia sẻ cho mọi người cái ngày giác lúa của đi sọp. Ở buổi trưa hôm nay giác được ngày sớm gì. Ngày giác xong cái này là bắt đầu về rồi.
Rồi, tôi cũng xin khép lại đây và lâu lâu chia sẻ của mình sập cho cô cho mình xem ghe cũng bắt đầu di chuyển nữa gì cũng vậy rồi. Nhắm gần như đi nè, nó còn chết luôn nè. Trời ơi, trong nhà không về. Qua giá vô đây. Hả? Qua giá vô đây. Đâu? Qua giá vô đây. Ông nói 100 ngàn, cái 100 ngàn này không về đâu. Ôi, 100 ngàn không về gì bên. Không về chứ ai? Rồi, chào khán giả cái shop. Chào khán giả. Rồi, đi lên xe dần về. Con mới cho gọi rồi. Đó đi đâu. Xong tính hết đấy. Rồi, sắp ngay sớm. Dạ ba bắt 16 á. Dạ. Rồi, tính cũng xin khép lại video tại đây. Xin trân trọng kính chào. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.